Dạ vâng, em lại xin được kính chào tất cả các bác cũng phải trở lại kênh của Chu Du Audio. Có địa chỉ tại Liên Sơn, Tân Yên, Bắc Giang. Và số điện thoại của em là 0378 030 730. Để tiếp tục video ngày hôm nay, em lại tiếp tục lên thanh lý cho các bác một quả súp đơn bát 50 cô 100 các bác nhé. Chính xác của này nó là bát 18 inch các bác nhé, bát 18 inch. Thì anh em hay gọi là bát 50, để đo nó được khoảng 46 47 phân các bác nhé. 45 46 47 phân tùy cách đo. Cách đo vành trong hay vành ngoài các bác nhé của cái vành sắt này. Đó. Thì nó được khoảng 45 đến 47 phân. Đó, các bác nhé. Thì đây là một quả súp. Em cũng nói tình trạng cụ thể để cho các bác nào đang tìm quả súp hơi hàng chất lượng thì các bác có thể tham khảo. Đó, các bác nhé. À, thì đây là một quả súp bãi. À, nhưng mà do vận chuyển về nó bị vỡ thùng. Đấy. Thì bên em đã đặt bên kia gửi về cho em một cặp thùng khác và em đã bán được một quả rồi. Đấy. Trước đây em về một cặp các bác nhá, về một cặp nó bị vỡ thùng cả cặp. Đấy. Do vận chuyển. Đấy. Thì bên kia người ta có em đã gửi kích thước thùng cho bên kia để người ta làm cho em một cặp thùng mới về để đem bù vào đây. Đấy, các bác nhá. Đấy, thì thùng này là thùng đặt ở bên China về các bác nhé, thùng đặt nha các bác nhé, thùng nhưng mà hàng mới các bác nhé, nhưng mà đặt theo kích thước của thùng form thùng cũ các bác nhé. Đấy, và em vẫn giữ lại được cái căng cũ của nó đây, các bác thấy không, cái căng của nó căng sắt rất là đẹp. Đấy, căng sắt rất là đẹp luôn các bác nhé. Đấy, người ta dập vuông góc này để cho nó cứng cái căng, các bác cầm cái căng này nó rất là nặng. Đấy, sắt cái này nó rất là dày và nó rất là cứng các bác nhé. Đây là vẫn căng cũ của nó đây. Đấy, căng cũ của nó, thùng thì là thùng mới rồi các bác nhé. Bát thì là bát bãi, zin nguyên bản các bác nhé. Và đặc biệt của bát này là của bát của BNC Italia các bác nhé. Bát rất là xịn sò các bác nhé. Một cặp thùng của nó trước đây rất là đắt tiền các bác nhé. À, các bác đi mua một cặp bát như thế này không bây giờ cũng phải rơi vào gần chục triệu bát hàng mới các bác nhé. Tiền chục các bác nhé. À, đây là bát hàng mới. Nếu mà các bác đi mua bát không đã phải tiền chục rồi. Đây là một của bát BNC ở Italia rất là xịn các bác nhé. À, và em bao zin nguyên bản nhé. Bát này là em bao zin nguyên bản, chỉ có thùng là bọn em đóng mới thôi. Đóng thùng theo form cũ của nó nhé. Con này thùng kích thước của nó là chiều ngang này là 57 phân các bác nhé. Chiều cao này là 70 phân và chiều sâu là 62 phân, 62 phân rưỡi các bác nhá. 62 phân rưỡi. Đấy, tất cả kích thước thùng của nó là chuẩn như thế và hình thức thùng các thứ này em đóng theo đúng form thùng cũ để lắp được vừa cái căng cũ của nó đây các bác nhá. Thùng thì là thùng mới rồi. Đấy. Đấy, bên em bán hàng là báo rõ tình trạng nhá các bác nhá. Đây gỗ thì toàn bộ làm bằng gỗ chống nước các bác nhá, gỗ ép chống nước. Nó rất là dày dặn. Đây các bác nhìn gỗ rất là dày dặn và chắc chắn và thùng nó rất là nặng các bác nhá. Đấy, đặc biệt quan trọng nhất là của bát này. Của bát này còn bao zin các bác nhá. Đấy, từ cái xương cái từ này rất là đẹp luôn. Các bác nhìn quả bát nó đẹp chưa? Hàng xịn, hàng chất lượng, nó đẹp. Quá đẹp luôn ạ. Bao zin 100% các bác nhá. Từ 22 cô 100. Đấy, từ 22 cô 100. Và đây này, em quay cho các bác luôn bên dưới. Đây là keo nhện các bác nhá, keo nhện này. Đấy, đây là nó còn vẫn còn mang nhện mụi bẩn nhá, em chưa vệ sinh được kỹ bên trong này. Đấy, bên ngoài thì em có lau qua vệ sinh qua rồi. Đây, em quay cho rõ trên ánh điện luôn cho các bác này. Bao zin 100% các bác nhá. Đây, keo đây, lớp keo đây. Đẹp chưa các bác? Hiện nay thì em chỉ còn một quả này thôi. À, một quả kia thì em đã bán rồi, có khách gần nhà đến lấy, đến xem loa thì mua luôn quả súp rồi. Đấy. Quá đẹp chưa các bác? Đấy. Đây là mặt sau các bác nhá. Tiếp theo thì em lật cho các bác xem cái mặt trước. Con này thì rất là nặng nên các bác thông cảm là lúc em quay nó hơi phải dùng hai tay. Đấy. Rồi. Mặt trước thì các bác đang nhìn đây rồi. Các bác nhìn thấy đẹp không? Đấy, màng thì màng sóng nha các bác nhá. Màng sóng này. Đấy, gân thì gân ba lớp này, à, gân ba sóng này. Gân ba sóng này các bác nhìn. Tiếng bát ra rất là sâu mềm các bác nhá. À, con này thì các bác nhìn này, cái mảng của nó rất là sâu các bạn. À, cái mảng của nó rất là sâu luôn. À, sâu ngang với quả súp Mỹ luôn. Các bác nhìn, mảng rất là sâu. À, rốn thì con này là rốn to và người ta kẻ một đường keo rất là dày đấy để chống tránh trường hợp mà sử dụng lúc mà đánh bạo lực thì nó tránh bị bay rốn. À, người ta kẻ một đường keo rất là to. À, keo zin keo nguyên bản các bác nhé. À, gân vải tầm dầu các bác nhé, vẫn còn hơi dính dính. À, vẫn còn hơi dính dính. À, rất đẹp. Thùng thì các bác biết rồi, thùng bạch rất là đẹp và chắc chắn và form thùng rất là đẹp các bác nhé. Dựng lên thì các bác nhìn nó rất là cân vuông cân các bác nhé, rất là đẹp luôn ạ. Form thùng gọn. À, chỉ nhỉnh hơn 40 một chút, chỉ nhỉnh hơn 40 một chút. Form thùng rất là gọn các bác nhé. À, cái vết xước này là do lúc em lắp căng vào không cẩn thận nó bị va đây thôi. Cái này thì bọn em sẽ xử lý lại một chút là đẹp ngay. Thùng thì thùng mới rồi các bác nhìn này. Đấy, rất là đẹp rồi. Đấy. Giá em bán ra cũng chỉ bằng một quả súp mà các bác mua hàng Hưng Yên thôi các bác nhá. Đấy, chỉ nhỉnh hơn hàng Hưng Yên một chút thôi. Nhưng các bác được một quả bát rất là chất lượng. Quả này các bác có thể làm đám cưới quá ok kê luôn. Mà tiếng của nó rất là sâu mềm và rất là hay các bác nhá. Đấy, rất là hay, rất lực. Đấy. Quả này thì em cũng báo giá luôn để cho các bác tiện theo dõi. Đấy, các bác đừng
tour nha các bác nhá. Tour thì sẽ không nhận được những bao giá. Quả này em bán cho các bác giá là 4 triệu đồng các bác nhá. 4 triệu đồng, giá chưa bao ship các bác nhá. Đấy. Thì bây giờ các bác đi mua những cái hàng Hưng Yên giống thì bây giờ một quả súp 50 này thì các bác cũng phải mua ở cái tầm giá là 3,7-3,8 triệu rồi. Đấy. Cũng ở tầm giá 3,5-3,7-3,8 triệu rồi. Tùy côn 100 hay là côn 76. Đấy. Hoặc là côn bao nhiêu đấy. Nhưng mà quan trọng là cái bát của hàng Hưng Yên giống thì đa phần là cái bát rẻ tiền các bác nhá. À, thì các bác bây giờ mua trên thị trường cũng phải 3,5-3,7 triệu rồi. Đấy. Tùy từng đơn vị bán nữa. 3,5-3,7 triệu. Và tùy từng loại bát nữa. Có những hàng Hưng Yên đóng người ta có những đơn vị người ta cũng bán lên tầm 4 triệu hơn 4 triệu rồi. Đấy. Nếu mà em bán hôm nay quả súp này chỉ có 4 triệu thôi các bác nhá. Súp 50 các bác nhá. Các bác đang nghe súp 40, các bác nghe quả súp 50 thì các bác sẽ thấy nó khác bọt ngay. Đấy. Em khẳng định các bác luôn. Quả này tiếng không hay em không lấy tiền của các bác luôn. Giá chỉ có 4 triệu thôi các bác nhá. Giá chỉ có 4 triệu đồng thôi. Đấy. Giá chưa bao gồm phí vận chuyển các bác nhá. Bởi vì sao ạ? Em không báo giá phí vận chuyển bởi vì sao ạ? Nếu các bác ở quanh khu vực miền Bắc này gửi xe thì chỉ hết khoảng 100.000 thôi. Đấy. Nhưng nếu các bác mà ở miền Nam hoặc ở cái địa điểm mà nó khó gửi xe, phải gửi bên giao hàng thì cước con này thì phải lên cỡ 250-300 các bác nhé. Mà tọa súp bình thường gửi súp nó rất là nặng to, lên đến 250-300 một quả súp này. Đấy là bên em làm luôn luôn là cước rẻ nhất cho tất cả các bác rồi. Bên em là bên đơn vị bán nhiều hàng nên là làm cước lúc nào cũng được rẻ rồi. Bình thường có một số đơn vị người ta gửi quả súp này phải đến 400-500 nghìn, như bên em gửi dưới 300 nghìn, em khẳng định nhận dưới 300 nghìn. Đấy, nhận dưới 300 nghìn chỉ tầm 250 quay đầu thôi các bác nhé. Một quả súp như này chỉ tầm 250 quay đầu thôi. Đấy. Thì các bác muốn mua cục súp này thì các bác vui lòng cọc cho em ít nhất là 500 nghìn các bác nhé. Vui lòng cọc cho em ít nhất là 500 nghìn. Đấy, cước phí vận chuyển 2 đồng. Đấy. Còn hàng em sai chỗ nào thì em chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với tất cả các bác. Em sai chỗ nào em chịu hoàn toàn tất cả trách nhiệm đối với các bác nhé. Đấy. Bát zin nguyên bản, thùng em thùng đóng mới, thùng này thùng hàng nhập China các bác nhé. Đấy, thùng này là thùng em bắt đền ở bên kia người ta gửi về. Đấy. Do bên kia người ta vận chuyển vỡ, người ta phải chịu nhận đền cho em một cái bộ cặp thùng khác và em gửi kích thước, gửi hình ảnh thùng sang để cho người ta đặt ở bên đấy nha các bác nhé. Không phải hàng Hưng Yên các bác nhé, các bác 100% yên tâm. Nếu hàng Hưng Yên, các bác trồng 2-3 quả súp này lên nhau một thời gian tự chóc kết sơn. Còn đối với hàng này thì các bác cứ an tâm. Hàng này này, đây là em đóng cái căng sắt này nó hơi căng một chút. Đấy. Do các cái góc này nó hơi há, nó hơi căng một chút nên là em đóng nó chạm vào kia. Đấy. Rất là căng cái căng mặt này em đặt người ta làm rất là khít vừa luôn các bác nhá. Đặt cái mặt này người ta làm rất là khít vừa luôn, nó hơi căng một chút nhưng mà để làm sao căng như vậy thì khi các bác đóng vào không cần siết ốc nó đã làm im rồi. Đấy, khi mà các bác siết ốc vào thì nó càng chặt. Đấy. Rất là căng các bác. Đấy. Đây này em đặt qua cho các bác vào đây. Đấy. Đấy, các bác nhìn cái form thùng. Đấy. Các bác nhìn nó đẹp không ạ? Nó hơi căng này. Đấy, nên là khi mà em đóng vào thì nó hơi có một cái vết xước một tí thôi. Chứ còn cái này mà đặt lên nhìn nó vuông đẹp lắm các bạn. Em sẽ có hình ảnh trực tiếp. Đây, các bạn nhìn. Đây này em đang làm một tay cho nên là em không bóp được cái mép nó vào. Lát nữa em sẽ lắp lên cho các bác xem. Đấy, rồi ok. Để không để các bác chờ lâu. Đấy. Em sẽ lắp lại quả súp này. Đó, và test thử một đoạn cho các bác nghe thử chất âm của quả súp này. Nói chung là nghe ở trên điện qua thu qua điện thoại và nghe trên điện thoại thì nó cũng không đạt được. À, thế nhưng mà em vẫn sẽ test cho tất cả các bác một đoạn. À. Đây các bác nhé, toàn bộ là thùng ở bên China người ta làm, là người ta chôn gen nha các bác nhé. Thùng bên kia người làm, người ta chôn gen hết các bác nhé, gen chôn sâu nhá. Đấy, không như ở bên mình làm nhiều cái thùng đặt về nhưng mà không có gen nha các bác nhé, lại phải khoan. Đấy. Thì các bác biết rồi. Đấy. Thì ra sau đây em sẽ lắp lại quả súp này. Các bác chờ em trong giây lát, em sẽ lắp lại quả súp này. Đấy. Nên cho các bác. Thì các bác cũng thông cảm là bên em làm thì video em không cắt. Em không cắt video. Đấy. Em không cắt video. Đây kể cả những cái quảng cáo này nó vẫn tự nhiên này. Đấy. Em không cắt video mà em quay trực tiếp từ đầu đến cuối để cho các bác. Video em quay trực tiếp thực tế 100% nhá, không cắt ghép, không chỉnh sửa. Tất cả những câu nói, những cái hình ảnh là thực tế 100% các bác nhá. Chứ không như một số đơn vị người ta làm chỉnh sửa rất là đẹp, rất là sắc nét.
có một số cái thì lại xấu, người ta lại giấu đi, người ta cắt đi. Nhưng bên em làm video 100% là từ đầu đến cuối, kể cả bán mic hay là bán vang là video bọn em làm từ đầu đến cuối. Còn những phần mềm cắt các bác biết rồi, bây giờ trên các cái phần mềm chỉnh sửa video nó rất là nhiều, mà không phải bọn em không biết làm mà bọn em không làm, bọn em làm trực tiếp thực tế hết 100% các bác nhé. Đây, và khi dựng lên thì nó sẽ như thế này. Đấy, phòng thủng quá đẹp chưa? Đó. Cho to lên nhá. Ok, em cũng chỉ test một đoạn thôi, bởi vì thực tế ra mà test cái thu âm của mic này khi mà mở to, các bác sẽ thấy là nó có cái tiếng e, bởi vì là cái mic thu âm nó không được đạt như là các bác nghe thực tế ở ngoài. Thứ hai là có thể em đứng ở xa này thì những cái tiếng mà máy tôn máy tiếc nó rung vào thì nghe nó cũng rất là khó chịu, cho nên là test súp thì nó rất là khó các bạn. Khi súp đánh lên thì bao giờ nó có độ rung, có độ rung các cái đồ vật xung quanh, nên là nghe qua điện thoại hoặc test qua điện thoại thì nó chỉ là đạt một phần thôi. Còn con này không hay, không lực thì em, các bác cứ trả lại cho em, khẳng định các bác là tiếng nó rất là hay luôn, nó không thua kém cái thùng zin nguyên bản của nó một tí nào luôn các bác nhá. Đấy, và cái bát BNC thì các bác biết rồi, nó rất là chất lượng các bác, nó rất là chất lượng và đẳng cấp. Tiếng rất là hay, rất là mềm rồi. Giá chỉ có 4 triệu thôi các bác nhá, giá chỉ có 4 triệu đồng các bác được một sở hữu một quả súp hơi rất là chất lượng các bác nhá. Đấy, súp hơi bát 50 các bác nhá. Bác nào có nhu cầu thực sự thì liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em là 0378 030 730. Và đối với cái hàng súp này thì các bác vui lòng cọc cho em ít nhất là 500.000 các bác nhé. Rồi, cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Các bác đi qua vui lòng cho em xin một nút like các bác nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh thì các bác nhớ đăng ký kênh, bấm nút chuông để theo dõi những sản phẩm mới nhất của bên em. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Xin được hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau ạ.